Alamaz. Donna Alamaz. Glory. Oklahoma. Henry. Donna Oklahoma. Glory. Donna Alamaz. Donna Oklahoma. Alamaz. 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 Vâng, trận thi đấu thứ hai của các game thủ bên phía team KTV và BB Club trong trận đấu thứ năm, Babylon Pan Persian vẫn đẹp thế à rồi cho BB Club. Trong khi đó đây là Sumerian tới từ game thủ chim sẻ. Chip Boy cầm Sumer, No 1 là người cầm Babylon, cuối cùng Mạnh Hào là người cầm GX. Vâng, thôi giữ sức bình luận trận đấu sau vậy. Và thôi cùng trở lại động viên cho anh em tí nào. Vâng, bây giờ có ông anh hỏi là tại sao lại không xem được thì em đến cạn lời. Cạn hẳn lời rồi. Đây là bài Greg, bài đá mà thay bằng bài vàng thì đây là bài Mắc Binh. Nhưng mà bài đá nó lại chỉ có là một bài đá mà thôi. Đen. BL. Rồi, ôi vàng ngoài. Cay. Ông
chim lợn là kiểu gì cái trận này đây. Đây là bài đánh cung tới từ game thủ No 1, người cầm Babylon, bên kia là Pan Perseng Baby. Đây là bài của Chip Boy, người đánh chém khá khỏe với ba voi về. Bắt đầu ăn vàng. Còn đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ, người đánh cung trong cánh. Mạnh Hà phải bơm thực cho chim sẻ. Nghiệt thế à rồi. Trần Văn Nghiệt đối từ cu chim. Vâng, vẫn chưa đủ chặt gỗ. Được bơm thực rồi mà vẫn chưa đủ chặt gỗ là sao? Vâng, đủ rồi. Xin chúc mừng game thủ chim sẻ. Như vậy là Chip Boy gặp ai nói Chip Boy. Như vậy là nhà màu 1. Màu 1 dường như là Babylon. Babylon hay là Pơ ấy? Hả? Như vậy là Babylon tới màu 1. Seng là người đánh cung trong thế trận này, còn là ba chém bên phía của đối phương. Vâng, như vậy là Mạnh Hào báo về là Pơ cánh bên này và hai lạc đà nhiều khả năng sẽ lao thẳng vào nhà chim khi mà nhà Mạnh Hào đã không kín rồi. Thế là cụ đi Trần lạnh toát. Vâng, xem màn hình chủ lực chim sẻ. Như vậy là Pơ đang chọc vào, đây là dân Sumer. Cố gắng chảy cối, lầy. Lầy đi em. Này thì lầy một chúng tôi này. Vâng, như vậy là màu 2 dường như là Pamidan. Còn đầu màu 3 mới là Pơ. Pơ đang mài kiếm vào khu vực này. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Nay một bòi, tôi không biết là bò đến bao giờ. Dãy Vạn Lý Trường Thành dành cho game thủ chim sẻ. Đây là Pamidan vẫn rất hay. Ok, tuyệt vời. Pha vẩy e đẳng cấp tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, đây là chim sẻ. Vâng, vẫn đang vẩy e rất hay. Nhưng bây giờ đằng này, đằng kia. Vâng, đằng này và thôi. Được rồi, tỷ số là 1-0. Trang sẽ được thế nào? Vâng, chúc là vâng, 1-0 rồi, nhanh quá. Quân không cửa.